Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2021, huyện Phong Điền thực hiện chi hỗ trợ cho gần 8.600 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, với tổng kinh phí là 17 tỷ 194 triệu đồng. Việc chi hỗ trợ được các địa phương thực hiện tại nhà cho các lao động tự do, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch các đối tượng được chi hỗ trợ gồm phụ hồ bốc giác, chạy xe ôm, bán hàng rong, phụ bán quán ăn, quán cà phê, mua bán phế liệu, vận chuyển trái cây. Mỗi người được nhận một lần là 2 triệu đồng. Tính đến nay, toàn quyền phong điện đã ra soát và được phê duyệt hỗ trợ 13.249 người, với tổng số tiền hỗ trợ là 26 tỷ 498 triệu đồng. Quyền đang hoàn tất các thủ tục rút kinh phí để thực hiện chi cho số lao động tự do còn lại.